giảm tịch quyền mới mỗi ngày. Trong mắt chúng tôi, Trần Đại Sư chính là tiền nhân chân chính. Sau này vẫn mong Trần Đại Sư chiếu cố nhiều hơn. Cô ta sao lại lợi hại như vậy? Cô là con người sao? Chẳng lẽ võ công pháp trần mặt tu luyện có liên quan tới sấm sét? Niệm tình ông lần đầu phạm tôi, tha cho ông một mạng. Trước sáng ngày mai gửi vào thẻ 50 triệu. Tôi sau này không được bước chân vào Sài Tàng. Nếu không, tôi lên trời xuống đất cũng sẽ lấy mạng của ông. Đều nghe ngài phân phó. Tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Không ngờ hôm nay lại được chứng kiến đạo gia lôi pháp mở màn tầm mắt. Tôi đã nói rồi, phế vật như Đồng Hán đó không cản được họ. Ngô Bác à, Thiếu gia anh Minh, con muốn làm cái gì? Đừng kích động, tôi không hề muốn đắc tội với một vị đại sư. Tôi chỉ muốn mời tuyệt sắc mỹ nhân uống rượu, không biết mỹ nhân có hận hạnh. Út à, nếu cùng hai tiểu mỹ nhân thì càng tốt. Để tôi xem tuyệt lực của cô tăng đến trình độ nào rồi. Được. Muốn động đến tiểu thư nhà tôi thì phải bước qua xác của tôi trước. Ngô Bác, đừng làm bị thương. Tôi rất thương hoa tiết ngọc đó. Thiếu gia yên tâm, lão phu trong lòng có tính toán. Không tồi. Tiết lực của nội cảnh tiểu thành. Chúng thương rồi. Nếu không phải thiếu gia thường hòa tiết ngọc, một đòn này tôi đã lấy mạng cô rồi. Xem ra cô vẫn còn quá yếu rồi. Là thực lực của tôi kém. Tiếp theo trông cậy vào cậu. Nếu anh dám nhúng tay vào sẽ thành kẻ địch của Lâm gia tôi. Trong mắt tôi, Lâm gia anh chỉ là con kiến. Lại dám sỉ nhục Lâm gia tôi, Ngô Bác phỉ hắn. Thị tử, chết đi. Tôi giết ông như giết một con gà vậy. Ngô Bác là võ giả nội thành, nội cảnh đại thành, sao lại không chịu được một đòn như vậy? Đến anh rồi. Anh muốn làm cái gì? Anh dám động đến tôi, Lâm gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Hôm nay tôi chặt đứt đôi chân của anh để trừng phạt. Hả? Đại ca, tôi sai rồi. Tôi có mắt không thấy thái sơn. Xin anh tha cho tôi, Lâm gia nhất định sẽ đền đáp lớn. Muốn rồi. Tập 40. Một phát gãy rắc rắc. Là hét cái gì? Rên cái gì? Tự nhiên ở đâu nhào ra, chưa tới mấy giây bị người ta trừng trị. Đáng đời. Lâm gia tôi sẽ không tha cho anh. Người này không thể chọc vào. Chúng ta tuyệt đối phải dỗ dành hắn. Dỗ dành hắn. Đã sắp xếp phòng cho công, cho Trần công tử Yên Kinh thành, thành tan tan gì. Cuối cùng có thể có chút thời gian thanh tịnh rồi. Bốn cái viên này không biết là nên mượn cớ gì để lừa lấy kim cương đỏ về tay đây. Nếu làm thành nhẫn đeo chắc chắn sẽ rất đẹp. Hả? Luyện công ngưng khí nhị trọng thành rồi. Tài nguyên tu luyện hiện tại quá cạn cỗi rồi. Cấu chuyển kim thân của kiếp trước chỉ có thể từ bỏ thôi. Tu luyện hỗn nguyên bất diệt thể của hỗn nguyên tông trước, làm thành luyện thể công pháp trước vậy. Ôi, ăn cái nào đây? À, thử món này đi. À, đừng cách ký, đều là tan tan làm đó. Nóng chứ, đừng để bị bỏng. Hả? À, trần mặt viên kim cương đỏ đó của anh có thể cho tôi mượn xem chứ?
ăn cơm đi. Đệ nhất thế giả Lâm Châu, Lâm gia. Phụ thân, Ngô Bác chết rồi, chân con cũng gãy rồi. Con phải khiến cho cái tên tạp chủng đó sống không bằng chết. Lâm gia, gia chủ Lâm Tổn. Gia chủ, thù này không báo, Lâm gia ta sau này không còn mặt mũi nữa. Đúng vậy gia chủ, nhất định phải diệt cả nhà hắn. Lâm Như Phong, anh đưa người xử Sở Văn Hùng. Từ nay về sau, ta sẽ để thế giới ngầm xài tan họ Lâm. Rõ. 3 ngày sau. Mấy ngày nay Lâm gia điên cuồng tấn công địa bàn của tôi. Tối nay sẽ phái cao thủ nội cảnh đến giết tôi. Tổng giáo đầu võ thuật Nam Hồng Môn, Trung Thành Hoa. Sở lão đại đó cũng không nên mời một tên nhóc chưa trưởng thành làm trợ thủ chứ. Trung sư phụ à, ngài đừng có thấy Trần đại sư trẻ tuổi nhưng nắm trong tay lôi pháp thực lực thâm hậu đó. Lôi pháp chó gì chứ, đều là mánh khóe lừa bịp mà thôi. Trung Thành Hoa là muốn mượn sỉ nhục Trần Mặc tôn lên cái sự bất phàm của bản thân hắn. Đợi Trần Mặc thể hiện thực lực của bản thân ra, xem Trung Thành Hoa hắn có biểu tình thế nào. Sở Văn Hùng, ông tìm trợ thủ rồi, là định từ chối điều kiện của tôi sao? Lâm gia, Lâm Như Phong. Chuyện gì xảy ra tiếp theo, chắc phải coi tập 41 thôi. Mọi ngày. Lâm Như Phong, đừng ức hiếp người khá quá. Tôi đã nhường 1/3 địa bàn rồi. Sở Văn Nhã, người đến gãy chân của Lâm thiếu gia là khách của ông, không tìm ông thì tìm ai? Toàn tìm rắc rối cho ta. Hãy để tôi thử xem anh có bao nhiêu phân lượng. Ồ, cao thủ nội cảnh. Anh có chắc là mình muốn trở thành kẻ thù của Lâm gia chứ? Nhà họ Lâm có đáng để trở thành kẻ thù của tôi không? Độc lắm, vậy ta sẽ giải quyết người trước, sau đó lấy mạng chó của Sở Văn Nhã. Thiếu gia, hai người ngang tài ngang sức, ai sẽ thắng? Ông nói xem. Trung vệ hóa. Sai rồi, trung vệ hóa mới bước vào nội cảnh và là nền tảng chưa vững. Thêm vào đó là quá kiều càng ngạo mạn. Chưa tới 10 chiêu, anh ta chắc chắn sẽ thua. Hử? Đã nhường rồi. Ông chủ sở, là trung mổ thua kém kỹ năng. Ngay cả trung vệ hóa cũng bị đánh bại. Thật ra, tôi là người đã đánh gãy chân của Lâm Thiên Hậu. Thiên Ngậu. Ngươi làm sao có khả năng? Ngươi hoàn toàn không phải là võ giả nội cảnh. Võ giả nội cảnh hiếm như vậy sao? Nếu không thì sao? Ngươi nghĩ võ giả nội cảnh là một củ cà rốt trong nhà kho lớn có ở khắp mọi nơi sao? Tôi luyện tới võ giả nội cảnh ở tuổi 40. Tên nhóc nhà cậu đừng có ngông cuồng. Nuốt xuống. Bồi nguyên đan. Lễ nào? Vâng. Tình huống gì vậy? Uống thuốc trước khi bị thương. Giả vờ bí ẩn. Lễ nào? Không, không thể nào. Điều đó quá phóng đại. Đại ân của sư phụ đệ tử không có gì báo đáp. Đi đi, đừng làm mất mặt tôi. Nhục mạ ân sư, nên giết. Nội cảnh đại thành. Đây, điều này sao có thể? Giả, nhất định là giả. Đây chính là một loại bí pháp nào đó rèn luyện nghĩ tạo cảnh giới. Chết đi.
42. Một cước gãy xương. Ông già này dữ ha. Hóa ra thực sự là nội cảnh đại thành. Ta không tin. Trốn thôi. Muốn trốn? Đừng hông. Này thì trốn nè. Ông già dữ quá. Lâm Như Phong chết. Ta đã nói nhục nhã ân sư, đáng giết. Đại sư là ta mắt chó không biết nhìn ngươi, xin tha cho ta. Chỉ cần một khắc đã tạo ra nội công cao thủ, phương pháp này thật kinh khủng. Vậy cậu ta sẽ mạnh như thế nào đây? Sau này nếu làm già tới kiều kết, ông để cho bọn họ trực tiếp tìm tôi. Vâng. Đi thôi. Trần đại sư, tôi sẽ bảo tài xế đưa ngài về. Tiểu thư, chúng ta quay về đi. Tôi sẽ dạy cho ông một bộ quyền pháp, hãy học thành thạo nó càng sớm càng tốt. Tuân mệnh. Hai ngày sau, phòng tiếp tật, trụ sở tổng bộ Trân Bảo. À, xin hãy vào trong Trần đại sư. Hãy để tôi giới thiệu, đây là Tiết Nghiêm và lão tiên sinh đến từ Nam Lăng phủ. Và tại Nam Lăng phủ, Tiết lão sinh nói một, không ai dám nói hai. Tiết lão tiên sinh, Trần đại sư không thích lễ tiết, xin hãy lượng thứ. À, chuyện nhỏ mà thôi. Ông chủ Phương, ông chủ Cổ, ông chủ Tần, thất lễ không nghênh đón từ xa. Các ông chủ đã đợi lâu rồi, tư mố trước tiên xin tạ lỗi. Ông chủ Tư, cố tình đến muộn là để dằn mặt chúng tôi sao? Ồ, tại sao cậu ta cũng ở đây? Số tiền đó mình chưa chuyển cho cậu ta. Nhưng với sự giúp đỡ của vị cao thủ này, mình không cần phải sợ thằng nhóc Trần Mặt nữa. Đưa đồ cho các vị đại lão xem. Đây là... không hiểu. Ông chủ Tư, xin hãy giới thiệu một chút đi. Hay là để cho các vị giám định một chút trước. Thời gian tiếp truyền mới mỗi ngày. Mời Long Đức tiên sinh thẩm định. Chẳng lẽ vị này là Đức Long Trần Nhân của đạo quán Yết Dương Sơn Băng Linh Bảo? Chính xác. Trên người Đức Long Trần Nhân này là có một luồng linh khí chập chờn. Nói như vậy, đế tọa tình thượng quả thực tồn tại người tu tiên. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, đạo chính thống nhất thất lạc, chỉ còn sót lại một chút. Mở. Ủa, gì vậy? Viên trân châu này chắc hẳn là một dị vật của một vị đắc đạo chân nhân, nhiễm phải linh khí, có công hiệu nâng cao tỉnh táo tinh thần, cải thiện giấc ngủ. Quả thực là hàng ý tản ra trong viên trân châu này có thể khiến tôi tỉnh táo một lúc, lại có cái cảm giác tinh thần sáng suốt à. Viên trân châu này ta muốn có. Mở. Bức tượng của Tam Tạng. Cái gì? Đây, vậy mà lại là một bức tượng Bồ Tát được khai quang bởi một nhà sư lỗi lạc. Có bức tượng đồng của vua Tây Tạng trong nhà có thể bảo vệ ngôi nhà khỏi ma quỷ. Tôi muốn có thứ này. Trấn trạch chi bảo kìa. Tôi sợ quỷ lắm, tôi phải lấy được cái bảo vật này trước. Mở. Thứ lỗi cho tôi, tỷ lực kém cỏi. Tôi không thấy điều gì đặc biệt ở ngọc thạch bát quái này. Thật là tiếc, là trong ba vật mà tôi mang theo, miếng ngọc thạch này là quý nhất.
Mời bần đại sư, tu hành của anh có nông cạn, có đúng là giở trò nhăng cuội trước mặt người khác sao? Tôi chưa từng nghe đến cái danh bần đại sư này. Vì anh là người hiểu biết, nhìn cho rõ đây. Chấm một cái, sáng rực tỏa ra cái gì đó. Wow, thoải mái quá đi. Thoải mái quá. Ở trong vòng tay khi còn thơ ấu vậy. Thì ra các hạ là một cao thủ của đại gia. Tôi còn vụng vờ xin được lượng thứ. Anh hãy quay về tu luyện thêm 30 năm nữa đi. Đây là một pháp khí thần kỳ của bộ, có thể bồi bổ cơ thể và kéo dài tuổi thọ. Hả? Kéo dài tuổi thọ? Ngọc Thạch Tây đúng là có tác dụng bồi bổ cơ thể sao? Bảo vật, đây thực sự là bảo vật thực thụ. Bốn mắt nhìn nhau. Ông chủ sẵn sàng bán cái bảo vật quý giá như vậy sao? Đó là vì tôi có được bảo vật tốt hơn nên sẵn sàng bán ra cái món này. Hay là ông chủ cũ còn có ý kiến gì? Vậy thì nhờ Trần đại sư giúp tôi kiểm định thử. Ông chủ cũ có nhầm lẫn gì không vậy? Đây mới là một học sinh cấp 2 thôi. Để một nhóc con tới kiểm định. Ông chủ cũ đừng có đùa nữa. Mọi người hãy bình tĩnh và lắng nghe ý kiến của Trần đại sư đi. Liệu cậu ta có thể chứ? Trần mặt chắc chắn là có mắt thẩm định không? Vậy thì mời Trần đại sư xem thử. Trần đại sư đừng có nhìn đó sai đó nha. Ông thực sự muốn tôi nói ra sao? Tập 44. Cái này nói ba món đồ này đều là hàng giả. Cái gì? Hả, nghiêm túc chứ? Hơn không phải ăn nói hàm hồ đấy chứ. Công hiệu của ba món bảo vật này đều đã thử nghiệm rồi qua. Viên trân châu này bình thường cũng được người khác đổ chút âm khí vào, khiến người ta sản sinh ra ảo giác, tinh thần sảng khoái. Xong, nếu tiếp thời gian dài sẽ bị âm khí quấn quanh người. Còn cái tượng Bồ Tát đó cũng vậy, không những có thịt đuổi tà mà còn có thể chiêu hồn dẫn quỷ. Bên trong miếng ngọc thạch đầy bát quái này có một trận pháp đơn giản có thể xúc tác thủy nguyên lực bao hàm trong miếng ngọc thạch này. Thủy thuộc tính nguyên lực quả thiệt có thể bồi bổ cơ thể, nhưng người sử dụng cần phải dùng linh lực bản thân kích phát trận pháp. Người bình thường căn bản không thể dùng. Thì ra bọn chúng chính là lừa đảo. Đáng ghét, lại dám mang những cái đồ giả này đến lừa hại người. Từ đâu hả? Anh cũng không cần mặt mũi nữa rồi. Ông chắc chắn là đồng môn của vương đại sư đó nhỉ? Tiểu tử, cậu giết sư đệ của tôi trước, sau đó làm hỏng chuyện tốt của tôi. Ta phải lột da rút gân cậu cho thành, cho tan thành trò bụi. Đi. Trời ơi, là quỷ kìa. Quỷ tới rồi, cứu mạng với. Hôm nay sẽ cho cậu thử cái mùi vị hồn phách nuôi. Tôi nuôi nuốt chửng. Lục quỷ xích hồ. Ông bất luận ông có hàng vạn hàng nghìn âm hồn xâm xét của tôi cũng đủ diệt rồi. Lôi lôi. Cái gì? Thiền lôi đạo pháp? Còn là truyền nhân của thiền sư tôn sư môn? Diệt. Phát hiện cũng đã muộn màng rồi. Giờ có cầu xin tha thứ cũng không được nữa rồi. Vẫn còn nữa, xuất thêm luôn. Bây giờ xài chính mình rồi. Hỉ. Thôi xong, thần hồn cũng bị diệt luôn rồi.
Đại thư, tha cho tôi đi. Ông là vị tu luyện hãm hại vô số linh sinh linh. Cho dù ông trời có dùng tha ông, thì tôi cũng không dùng. Bốp. Khâu vô mệnh, chết. Trần đại sư, thần uy hiện thế chỉ dùng tay diệt thâm hồn. Ông chủ tử, đồng ý gửi tiền cho tôi, ông quên rồi sao? Phân phó của Trần đại sư sao tôi dám quên? Giờ tôi sẽ chuẩn bị cho Trần đại sư ngay. Hình như tôi đã nói rồi, tiền không đến mạng của ông cũng không còn. Mọi người, Trần đại sư, tôi đã chuẩn bị tiền rồi. Là Khâu Vô Mệnh uy hiếp tôi, không cho tôi gửi à? Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội, tôi lập tức gửi, gửi gấp đôi. Muốn rồi, trùng tử, tùng tử, từ đồng, chết. Trần đại sư thần uy hiển thế, chúng tôi kính phục. Nếu mình cũng có thực lực này, vận mệnh của mình ai còn dám can thiệp chứ? Đi lấy ngọc thạch bắt quái đó lại, tôi cần dùng. Vâng, có được viên ngọc thạch thuộc tính thủy này, mình có thể bố trận ngũ hành tụ linh trận rồi. Thế lực của Từ Đồng hẳn ai bằng lòng tiếp nhận. Tôi sẽ lấy một nửa tài sản, đương nhiên tôi sẽ không lấy không. Hả? Trần đại sư, ngài là khách quý của tôi mời đến, đương nhiên là để tôi sau này có chuyện gì công công bằng đều có thể mời Trần đại sư ra mặt rồi. Vậy thì quyết định vậy đi. Ôi, kiếm hời rồi, kiếm hời rồi. Trần đại sư, tôi nguyện phục tùng ngài, xin ngài chiếu cố. Hả? Xin Trần đại sư chiếu cố, tôi nguyện thuần phục. Đi rồi, nhưng nếu có người bằng mặt không bằng lòng thì đừng trách tôi thủ đoạn độc ác. Chúng tôi không dám. Trần đại sư này quá mạnh rồi. Từ nay hôm nay, một nửa nhỏ xã nghiệp e là đều cần Trần đại sư làm chủ rồi. Đây mới là thật sự là đại sư sao? Tuy ở trong hồng trần nhưng không phải là người thế tục. Mấy ngày sau, không hay rồi, không hay rồi, Trần đại sư. Lâm gia châm ngồi rồi, vốn 3 ngày sau khiêu chiến với Trần đại sư ở bờ hồ Uyên Quy, xài tan đó. Trần đại sư, ô giết chết Tiết Nghiêu Hòa rồi. Nói là đến lúc đó nếu chúng tôi không phân phục Lâm gia hắn sẽ chết giống như vậy. Ngài nhất định phải làm chủ cho chúng tôi. Được, tôi biết rồi. Vậy 3 ngày sau, Trần Mặc tôi chắc chắn sẽ đến nơi hẹn. Hồ Yên Quy. Trần đại sư còn chưa đến sao? Đã đến giờ rồi chứ? Không gọi điện thoại cho Trần đại sư được, đừng có nóng ruột, người của Lâm gia cũng chưa đến mà. Tới rồi. Ai? Cung nghênh tám trưởng lão. Cao thủ nào đi cho mặt nước thế này, bay luôn. Trần Mặc đâu? Có phải bị uy danh của Lâm gia tôi gió chạy mất rồi không? Hả? Là Trần đại sư à? Trần đại sư đến rồi, Trần đại sư đến rồi. Ôi tạ ơn trời đất, Trần đại sư cuối cùng cũng đến rồi. Đệ tử bây giờ quỳ xuống dập đầu xin tha, tôi có thể tha cho cậu một mạng. Người của Lâm gia các người đều là lũ ngu xuẩn sao? Tập 46. Người tấn mới có quyền nói, ra tay đi. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Muốn khiêu chiến với thiếu chủ, bước qua cửa của ta trước.
cũng là tự tìm đường chết thành toàn cho ông. Ngóng cuồng đỡ. Hay 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 hay. Wow, 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 ngang tài ngang sức sao? Tức lực của ông không tầm thường. Nếu nương nhờ vào Lâm gia tôi bảo đảm ông tiền đồ rộng mở. Bằng không, hôm nay tôi ắt phải giết ông. Cậu lập bước ra khỏi cửa chưa tỉnh rồi ngủ rồi sao? Ăn nói sằng bậy. Không biết tốt xấu. Lâm gia tôi nổi tiếng nhất không phải là võ kỹ mà là kiếm pháp. Dùng mạng của ông để hối hận đi. Long môn dẹp tam đảng thiên huyệt tam quyền khai sư tháng không. Có vẻ như hai bên ngang tài ngang cơ. Wow, rớt kiếm. Cái gì? Quyền đó là của ông là gì? Sao có thể cường đại như vậy? Cường đại? Quyền pháp này của tôi còn kém xa so với thiếu chủ đó. Cậu quá yếu ớt rồi. Chẳng lẽ ông không phải người bình thường? Hay là tu vi cao đến mức cảnh giới của mình không thể dò ra được? Chạy trước cho chắc. Tôi đã cho anh đi rồi sao? À, khinh công của Lâm kiếm phạm tội tuyệt thế. Cho dù cậu là hóa cảnh tông sư cũng không thể nào đuổi kịp tôi đâu. Hả? Tao ra một chiếc phi kiếm xuyên đầu. Không, không thế nào, không thể nào. Bạch chết. Trần mặt lại như vậy, mạnh như vậy. Trần đại sư uy võ, Trần đại sư vô địch thiên hạ, chúng tôi bái phục. Đến Lâm gia. Giảng tích truyện mới mỗi ngày. Lâm Châu, Lâm gia. Gia chủ kiếm phòng bị giết rồi. Cái gì? Có thể bây giờ nên đi mời hắn xuất hiện rồi. Lâm gia chủ, Lâm tổn. Gia chủ, bên ngoài có người đồn muốn ngài, ngài nói. Người đó nói bảo ngài ra ngoài chịu chết. Người đó nói tên gì không? Bao nhiêu tuổi? Dẫn theo bao nhiêu người? Nhìn thì là một học sinh. Nói là trừng mặt, chỉ có mình hắn. Một mình? Mày thả tao ra, mày chết chắc rồi, thả tao ra. Trần đại sư, bản lĩnh của cậu quá thật không tồi. Bây giờ là muốn bàn điều kiện với Lâm gia tôi sao? Em trai Lâm Thủ, Lâm Thụy. Bàn điều kiện? Không, tôi đến là diệt môn. Nghe mày cái rắm, bản lĩnh của mày cái lớn cũng không thể diệt nổi một người của Lâm gia tao. Linh lực hỏa kiếm. Trời, linh lực chém đứt. Một kiếm trọng chúng sinh. Sao không có động tĩnh rồi? Lâm Tiết, cô ra ngoài xem. Vâng. Không cần đâu. Sao cậu giao được đây? Lâm Thủy đâu? Ông nói xem. Trần mặt, cậu lại dám giễu võ dương oai. Hôm nay cậu không được rời khỏi đây đâu. Đáng tiếc, người chết không có quyền nói. Cậu không thoát được đâu. Liêu Vân thập tam kiếm. Ghê, thập tam kiếm là xuất hiện 13 phân thân. Giống như kiếm pháp của lũ trẻ con vậy. Tuy chỉ dẫn võ thuật cho phim truyền hình cũng không tồi đó. Đủ rồi, đã thưởng thức xong rồi thì đến cậu. Hả? Đoạn nhạc sơn, sướng nhạc. Quá nhanh, quá nguy hiểm.
Gia chủ, đây là võ kỹ gì? Uy lực khủng bố như vậy. Tiếp một quân của tôi mà không chết. Ông mạnh hơn Lâm Kiếm Phòng đó một chút nhỉ. Tiểu tử này, chuyện này hôm nay dừng lại ở đây đi. Sau này tôi và cậu không thù oán tới đâu. Ồ, ông còn chưa hiểu ra sao? Tôi đến là diệt môn. Trần đại sư, cậu hà tất phải ép người như vậy chứ? Giết cùng diệt tử. Lâm Tuyết, chủ nhật. Lâm Tuyết, Lâm gia đối xử với cô tốt vậy, tại sao cô lại phản bội? Lâm Thủ, năm đó ông tiễn mẹ ruột tôi tiết mệnh, con giết bố ruột tôi, bây giờ nuôi lớn tôi không phải là muốn tiếp tục lợi dụng tôi sao? Đây gọi là đối xử tốt với tôi sao? Tôi muốn Lâm gia ông đoạn tử tuyệt tục, vạn kiếp không phục. Tập 48. Lâm Tuyết đã nói hết rồi. Ông đang điều tra đồng thời lên kế hoạch lâm hại người nhà của tôi. Đây là giới hạn của tôi, tuyệt đối không đụng vào được. Ông có còn di nguyện gì chứ? Trần Mặc, hôm nay cậu cắt đứt đường võ đạo của tôi. Ngày mai tôi sẽ khiến cậu tan nát cửa nhà. Trần Ý, Trần khí ngồi phóng, hư ảo trôi nổi, hóa cảnh tông sư. Lần này gia chủ thật sự có thể chém chết Trận Mắt. Cái giá cho hóa cảnh chốc lát là tu vi bị phế hết, nhưng có thể giết được cậu như vậy cũng đáng. Ông có thể sao? Tôi cho ông cơ hội thử. Tiếp một kiếm của tôi đi. Một kiếm này Trần Mặc có thể cản được sao? Phân Giang Hà, vậy mà dùng nhất song nhục quyền được phá giải. Cậu đã chết rồi hả? Không, không. Phần thầy, điều này khiến hào phí không ít tình lực rồi. Quá thật không thể coi thường tông sư. Gia chủ lớn mạnh gì cũng sánh bằng, vậy mà bị giết trong chốc lát rồi. Trần Mặc này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mình lựa chọn đúng rồi. Trần Mặc đủ lớn mạnh. Chạy thôi. Muốn chạy. Trời ơi, xỏ như xỏ chỉ vậy. Chi chính Lâm gia đã diệt, không thể để lãng phí nguồn tài nguyên. Cô có thể điều khiển Lâm gia của hiện tại được chứ? Chỉ cần thiếu chủ chống lưng cho tôi hoàn toàn có thể đảm nhận được nhiệm vụ này. Nhưng trước đó, con cần giết một tên phế vật. Cô nói là Lâm Thiên Nhai, giao hắn cho cô đi. Đây là Bồi Nguyên Đan, cảnh giới hiện tại của cô là ngoại cảnh tiểu thành. Tôi giúp cô thăng lên một chút, tiền có thể để cô quản lý Lâm gia. Cảm ơn chủ nhân. Lâm gia nhiều người chết cùng một lúc như vậy, những việc cần xử lý với bên ngoài cô có thể giải quyết chứ? Ngài không cần lo lắng, chuyện về giới võ đạo phía chính phủ sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Thì ra là như vậy. Ba ngày sau, phủ Sa Hà huyện Hắc Thủy đấu giá ngầm. Cái kiểu đấu giá ngầm này, cái thứ kỳ quá hiếm có gì cũng có. Nghe nói còn có pháp khí. Pháp khí? Đúng, cậu chưa từng thấy sao? Tôi cũng chưa. Chỉ vì vậy tôi nài bác tôi đưa tôi đến thưởng thức. Không ngờ lại gặp được cậu ở đây. À, tôi đến cùng cậu. Đang buồn chán, gặp cậu thì tốt quá. Nếu có thể đưa Trần Mặc đến thì tốt rồi. Hay cái tên nghèo rớt đó, ngay cả tư cách vào cũng không có. Hậu đài phòng nghỉ. Trần đại sư, ngài sao lại đến nơi này? Tôi chuẩn bị đi lên võ sở gần đây, đúng lúc gặp cái buổi đấu giá này, liền ghé vào xem. Nghe nói buổi đấu giá này có pháp khí. Tập 49. Nhà bảo tàng. Trần đại sư, pháp khí
hay không? Không phải thì tôi cũng không biết. Mọi thứ đều ở trong đây rồi. Ngài tùy ý xem, tùy chọn đi ạ. Được. Đó là trên thanh kiếm này có một luồng chân nguyên linh lực do người tu tiên chân chính lưu lại. Xem ra cái gọi là pháp khí chính là thanh kiếm này rồi. Chỉ cần mình đạt đến ngưng khí tam trọng thì có lỡ tu luyện phi kiếm thần thông. Tôi lấy thanh đoạn kiếm này, cho dù tôi có nợ nhân tình Kiềm gia đi chăng nữa. Trần đại sư quá lời rồi. Cô đi làm việc của cô đi, tôi đi trước đây. Tôi tiễn Trần đại sư. Qua, wow, Trần Mặc sao lại đi ra từ phía sau hậu đài vậy? Đó là Trần Mặc, người bên cạnh hắn là Kiềm gia. Ngô đại sư, xin ngài nhất định phải giúp tôi trừ khử cái tình tiểu tử đó. Dám tiếp cận Kiềm Bội Vân đều phải chết. Chi trưởng của Ngụy gia, Ngụy Tử Vân. Yên tâm, dọn dẹp hắn cũng đơn giản như dẫm chết một con kiến ấy mà. Chiều hôm sau, tuy không được thấy cái tháp khí, cái pháp khí theo lời thông báo từ trong buổi đấu giá, cái điều phong cảnh ở Linh Võ Sơn này quá thực phong tồi. Hai linh dược trong núi rốt cuộc mọc ở đâu chứ, đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy. Chủ nhân, nếu linh dược dễ tìm như vậy thì đã không gọi là linh dược nữa rồi. Cậu của Mộ Dung Yên Nhi, Tôn Kính Tài, hộ vệ của Tôn Kính Tài là A Ngọc. Những người phía trước đó chắc chắn biết vị trí của linh dược, chúng ta đi cùng họ là ok rồi. Ngô đại sư, người lên núi lần này đúng là không ít, e là đều đến để tìm linh dược. Người đến càng đông thì càng tốt, để chúng cắn rồi chúng ta mới có thể ngừ ông đắc lợi. Nhìn kìa, là ở đó sao? Quà, thác nước đẹp quá. Quả xích hồng, 50 năm mới mọc một lá, 50 năm kết một quả, có thể khiến cho võ giả và người tu hành trực tiếp thăng lên một cấp. Chỉ có thiên quỷ phái tồi mới có thể phát huy quả xích hồng này đến cực hạn. Tôi sau này sẽ xung kích thiên quỷ cảnh, định tốt nền tảng. Chủ nhân, tôi nhìn thấy linh dược rồi, đừng kích động, bình tĩnh, quan sát, phát triển tình hình đó. Thác nước này đen ngòm như mực, vô cùng kỳ dị, không được hành động khinh suất. Ngô đại sư, chúng ta đang quan sát tình hình như vậy không? Cậu hãy nói như thế này. Đại sinh cao minh, các vị, tôi là Ngụy Tử Vân. Hãy nghe tôi nói một câu, tôi không có nhiều lời nữa. Mỗi người đều là vì quả linh dược đó mà đến. Tôi đề nghị ai có thể cướp được linh dược đầu tiên, linh dược đó sẽ là của người đó. Mọi người đồng ý chứ? Đây không hẳn là không phải cách. Người đó, người có bản lĩnh sẽ có được, đúng. Bất kể trong thác nước rốt cuộc là cái gì, thôi xông pha trước đây. Nhảy xuống nước. Đây là cách đơn giản hiệu quả nhất, tôi cũng sẽ thử. Bơi qua đi. Linh dược này là của ta rồi, tông sư, tôi có tương lai rồi. Ngô đại sư, lỡ như linh dược bị hái được thì sao? Yên tâm, hắn không lấy được đâu. Truyền mới mọi ngày. Linh dược là của tôi rồi. À, sao vậy? Có chuyện gì? Trời, biến thành vũng máu rồi. Cứu tôi. Một con cá sấu thời cổ đại. Có yêu quái máu chảy. Cô đại sư, đây chính là cá sấu vàng sao? Quá đáng sợ rồi. Đúng, cá sấu vàng ở đây hấp thụ linh khí trời đất, bảo vệ quả xích hồng, buộc phải trừ khử nó trước tiên. Rốt cuộc là thứ gì? Yêu quái sao? Muốn lấy được linh dược buộc phải giết yêu quái. Đó trong nước, chúng ta không dùng sức được. Một đám phế vật, các người mau xuống nước tiếp đi,
thu hút cái con súc sinh đó ra, rồi ta trừ khử nó. Hả? Ông bảo chúng tôi đi tìm chết, chi bằng ông xuống nước thu hút yêu quái để chúng tôi trừ khử nó. Các người dám phản đối ta sao? Phản đối ông thì sao? Vậy thì đi chết đi. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hồn phách của hắn đã bị tà nuốt chửng rồi. Chết rồi. Hả? Nuốt chửng linh hồn? Đây là làm thế nào vậy? Bây giờ còn có ai phản đối ý kiến của ta? Xuống mức toàn bộ không có mệnh lệnh của ta không được phép lùi về phía sau. Nếu không, các người sẽ chết thảm hơn. Tiến lên phía trước. À, một đứa rồi. Tấn công. Qua một con cá sấu thành tinh luôn rồi. Thu hút nó lên bờ. Xem ta đây. Một chiêu. Trời, mạnh dữ. Go. Ngô đại sư, con nữa. Sao lại xuất hiện một con cá sấu vàng nữa? Các người giết con của ta, tất cả đều phải chết. Thôi chết, con cá sấu này biết nói. Vậy mà nó biết nói tiếng người. Đây thực sự là linh thú bảo vệ tam diệp chu quả. Đây là yêu quái thực sự rồi. Không thể đánh lại đâu, mau chạy thôi. Mọi người đừng sợ, mau cùng nhau tiến công, nhất định sẽ đừng bị nó đánh bại. Nói, trời ơi, đứt đôi luôn rồi. Tưởng ông này gơ gớm gì, cuối cùng đã lên đường rồi. Mau chạy. Hả? Trần mắt, sao cậu lại ở đây, mau chạy. Đừng sợ, có tôi ở đây cậu sẽ không bị sao cả. Tiểu tử này từ đâu xuất hiện vậy? Hắn không chạy. Hắn muốn làm cái gì? Này, làm vật cưỡi của ta. Ta sẽ tha ngươi không chết. Bảo ta làm thú cưỡi của ngươi, tìm chết. Cự tuyệt sao? Đáng tiếc. Đoạn sương nhạc. Chỉ cần ta còn ở dưới nước, vĩnh viễn ngươi đừng mơ có được dịp tam dịp chủ quả. Hả? Có sấu vàng bị khiếp sợ rồi, e sẽ không ra ngoài nữa đâu. Nó ở trong nước chính là sự tồn tại vô địch. Xem ra ai cũng đừng mơ có được linh dịp rồi. Vậy mà cái con cá sấu vàng này nhận biết được tam dịp chủ quả, vậy thì nó chắc chắn biết được công hiệu. Nếu nó ăn mất rồi thì mình cũng không dễ dàng xử lý được nó. Dự tính còn một tiếng nữa. Không thể để được nữa. Chỉ có thể dùng chiều đó rồi. Hả? Hắn xuống nước rồi. Hắn điên rồi sao? Đi xuống đó sẽ bị ăn thịt đó. Trần mặt, cậu phải cẩn thận nha. Hả? Đây là tình huống gì vậy? Các người nhìn kìa, hắn hóa trắng rồi. Hóa tóc trắng. Hắn già đi sao? Hình như là đang dùng mật pháp gì đó. Chia tách nước sông. Tập 52.
Rồi, chia tách nước sông, cắt đứt cái con cá sấu làm đôi luôn. Trần Mặc, cậu sao rồi? Không sao, nghỉ ngơi chút là ổn rồi. Con quái vật đó chết rồi sao? Chết rồi, chết triệt để rồi. Các người hộ tống cô ấy bình an trở về. Thành thực một chút, đừng nghi ngờ tôi có dám giết người hay không. Đại sư yên tâm, chúng tôi tuyệt đối làm xong việc được giao. Trần Mặc, cậu là muốn đi lấy linh dược hả? Tôi có thể đợi cậu. Không cần đâu, các cậu đi trước đi. Vậy tôi về trước, cậu nhất định phải chú ý an toàn. Được. Tam diệp châu quả sắp thành thục rồi. Mùi hương lạ, linh dược đại thành. Mình còn chưa có vật pháp ý vật, có vật pháp khí cất giữ. Còn đem tam diệp châu quả luyện thành bán thành phẩm đan dược, mới có thể đảm bảo chắc chắn hiệu quả sẽ không bị mất. Thành rồi. Ê là không ai biết, cái lá này cũng là linh dược hiếm có. Đầm nước ở đây đen đặc, ẩn chứa kim thuộc tính nguyên lực vô cùng nồng nặc. Nguyên nhân chính là quả nhiên là kim tinh ngọc, kim sinh thủy, khiến đầm nước này đen đặc. Hơn nữa, kim tinh ngọc ngọc tu túy ẩn chứa sức trong này, có thể khiến mình đem kim hành thể tu luyện được tới đại thành. Tuyệt mệnh cốc, môn phái nào mà đang nhảy múa thế này? Wow, yên tâm, tôi sẽ hút cạn không sót chút âm nguyên của cô, sẽ không hớ giết cô đâu. Quy hữu hoàng, chịu nhận, tôi tuyệt đối sẽ cầu tha cho ông. Vậy thì quá tốt rồi, để tôi để phải đi tìm hắn. Dù gì thì tôi là Lâm gia cung phụng, phải thay Lâm phụng nói chuyện. Bờ hồ yên quy, phái thiên quỷ vì cái chết khâu vô mệnh đến tìm Trần Mặc báo thù. Trần công tử tiếp chiến ba trận, cuối cùng không địch lại đệ tử của trưởng môn phái thiên quỷ Hoàng Thế Tông. Sư phụ, tiếp theo làm gì đây? Hoàng Thế Tông, giết Trần Tùng Tử này, báo thù cho khâu vô mệnh sư đệ sau. Không, giấu kỹ hai cô gái ở cùng Trần Tùng Tử là được rồi. Ba ngày sau, giờ này ở đây, báo Trần Mặc đến chịu chết, nếu không ta sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết. Chưởng môn phái thiên quỷ cốc thiên sát. Hết truyện. Để anh em mời đại tiếp. Kim hành thể đại viên mãn, tu vi tiến vào ngưng khí tam trọng. Kim tinh ngọc tỷ vốn lớn như quặp bóng rổ, giờ chỉ còn lại cái chút này, đem làm pháp bảo gì? Thanh kiếm này lấy từ cái chỗ đấu giá ngầm này cũng đã luyện tế xong rồi. Thông qua vạn kiếm tông mình luyện chế thành vạn kiếm quyết đệ nhất tầng, có thể ẩn giấu trong cơ thể rồi. Đã đến lúc kết thúc tu luyện giai đoạn 1, có thể trở về rồi nữa. Tu luyện xong bầu trời đã sáng, và buổi sáng hơi bị đẹp đó. Gì? Tối rồi nhanh vậy? Mới sáng mà. Trần Mặc đâu? Sao chưa đến? Thiếu chủ đàn đến. Các người tá hai cô bé kia ra trước đi. Yên tâm đi, chỉ cần Trần Mặc chết rồi, ta tự nhiên sẽ thả bọn họ. Ta không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa đâu. Giết cái lão đạo sĩ này trước đi. Rõ. Lần này ta sẽ ân linh hồn của ông. Lần trước hắn không hề thả âm hồn của hắn ra, lần này là muốn hạ sát thủ rồi. Khai sơn.
Hả? À, kỹ thuật võ của ông rất mạnh, nhưng chân khí tiêu hao quá nhiều. Ta xem ông có thể dùng mấy lần. Thiếu chủ, ngài đang ở đâu? Xíu. Này thì linh hồn nè. Phản phệ. Yeah, có thêm hai cô gái nữa kìa. Thiếu chủ. Tiểu tử, nghe nói ngươi biết lôi pháp của thiền sư bột. Dùng đi cho ta mở mang tầm mắt. Tiểu tử, nghe nói ngươi biết lôi pháp của thiền sư mồm. Dùng đi cho ta mở mang tầm mắt. Được thôi. Muốn nhìn thấy thì phải dùng mạng để đổi. Mau lùi lại. Chiêu gì vậy? Muộn rồi. Ồ, chưa muộn, hồn qua. Trần mắt, người giết đệ tử khâu vô mệnh của ta nhất định phải cho ta một lời giải thích. Niệm tình ngươi thiên chất phi phàm, chỉ cần ngươi bái ta làm sư, việc kỳ trước sẽ bỏ qua. Ta còn sẽ dạy dỗ yêu thương ngươi hết mình. Ông muốn thu nhận tôi làm đồ đệ, ông cũng xứng sao? Vậy thì ngươi hết đường đi rồi. Hôm nay ta sẽ nghĩ ngươi biết thực lực của nhất danh quỷ tiên. Tâm 54. U Bình quỷ trảo. Nhận lấy. Quỷ tiên không phải là tiên. Sư phụ, người thế nào rồi? Không sao, cái loại tấn công này không làm hại được ta. Có điều thực lực của Trần Mặc e là đã đạt đến tông sư rồi. Tông sư? Con trẻ như vậy đã thành tông sư, điều này không thể nào. Trên người tiểu tử này chắc chắn có bí mật. Sư phụ, tóm lấy hắn. Có được bí mật của hắn, phái thiền quỷ của chúng ta sẽ phát triển rồi. Được, các con cùng ta ra tay bắt hắn. Thế nào, con muốn ỷ đồng hiếp yếu? Các người chọn sai đối tượng rồi. Bây giờ cho dù mày muốn xin tha cũng không còn cơ hội nữa. Giết hắn. Trấn. Một chiêu. Sư phụ thì còn sống, hai đệ tử thì bay màu. Ít nhất cũng được vài tấm hình chứ chưa gì hết mà chưa được thêm vài tấm hình mệt. Đệ tử bay màu ở trường, kết thúc trận chiến rồi. Một đòn này tiêu hao một nửa linh lực của mình, vậy mà vẫn chưa giết được cái tình cốc thiền sát. Hóa cảnh tông sư quá nhiên bất phàm. Tiểu tử, người diệt mình vệ của phái thiền quỷ ta. Ta không giết người, thế không làm người. Ta sẽ lấy hồ sơn đại trận của phái thiền quỷ làm cây giá khiến người tan thành tro bụi. Vạn quỷ đại trận đồ. Vạn quỷ diệt thế. Trời, nhiều ác quỷ như vậy. Lúc trước tôi còn không lo lắng, nhưng bây giờ Trần Mặc có thể mắng sao? Thiếu chủ, một trận pháp rễ rách cũng muốn diệt thế. Tôi có nhất kiếm có thể trảm vạn quỷ.
cậu, rốt cuộc cậu là ai? Để cho tôi là một con quỷ rõ ràng. Là một người tu tiên. Bây giờ anh ta truyền ý mọi ngày. Ừ, người là người tu tiên. Người tu tiên. À, à. Từ nay về sau, ta chính là một con chó của ngài, xin hãy tha mạng cho tôi. Chết. Chết rồi đúng không? Một cái đường sáng sang qua chắc đứt đầu chứ gì nữa. Mệnh hồn của ông bị tổn thời, vết thương rất nghiêm trọng, buộc phải dùng dưỡng thần đang cứu chữa. Tôi sẽ bảo vệ, bảo sở văn hùng đưa người đi tìm vật liệu. Cảm ơn thiếu chủ. Còn về, tôi còn có việc cần xử lý, các cô phụ trách chăm sóc Trần Tùng Tử. Được. Hả? Cứu chúng tôi với. À, cứu tôi. Cậu đến rồi. Lấy âm bổ dường vốn là tà thuật, người và thần căm phận, chẳng trách ông phải trốn ở nơi hoang vu này. Cậu có vừa nhìn là biết được công pháp tôi tu luyện, có chút môn đạo, chẳng trách lâm thủ bị cậu giết. Có điều tôi không phải trốn ở đây, mà là không muốn đi ra ngoài. Nơi này núi sông thanh tịnh, người đẹp xung quanh, cứ như tiên cảnh nhân gian. Nếu không tôi muốn ra ngoài thì ai có thể cản nổi chứ. À chủ nhân, xin hãy báo thù cho tôi và mẹ tôi cái tên xuất sinh này. Vốn dĩ lầm thuận sở hữu nhiều mỹ nhân xinh đẹp như vậy là đáng chết à. Có điều mấy ngày hôm nay tôi có được không ít lợi ích từ người của cô ta, cũng là có lời bàn giao với lầm thuận rồi. Tôi đến đây là để tiễn ông đi gặp hắn đi. Hả? Né. Hai người uống một bồi viên đan đi, bắt đầu trị thương. Cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân, hắn là người của Lâm gia cung phụng, đã bước vào tông sư cảnh mấy chục năm rồi, tu thành hộ thân canh khí, thực lực phi phàm. Cái loại cặn bã dựa vào hút tinh khí của phụ nữ để kéo dài tuổi thọ, tôi nhất định phải tiễn hắn đến địa ngục. Đi chết đi tiểu tử. Hừ. Hộ thân canh khí hắn là sự che đậy linh lực của người tu tiên sức mạnh suy yếu. Tiểu tử, đây là ám khí gì? Đây không phải là ám khí, đây là bổn mệnh phi kiếm của Kiếm Sơn. Kiếm Sơn, đó chỉ là nhân vật tồn tại trong truyền thuyết, sao có thể xuất hiện ở thế giới thực được? Tôi từng viết cái tên, từng viết rồng. Ông là cái thá gì mà cũng dám chất vấn tôi? Nhớ lấy, thanh kiếm Trảm Mộng tên là Trảm Thiên. Âm dương phá diệt quyền. Phá diệt quyền nè. Hả? Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Ông không cần biết đáp án nữa rồi. Tha cho tôi đi, tiền của tôi còn có nơi này nữa, và những cô gái này đều là của cậu. Chết đến nơi rồi liền ngu đi hả? Giết ông rồi thì những thứ này đều là của tôi rồi còn gì. Giao hắn cho các cô xử lý đó. Đa tạ chủ nhân. Cô sắp xếp người cứu những cô gái này ra, rồi đục khoét hết kỹ càng nơi này, vét sạch tài sản của Lâm gia. Vâng, đây là thứ được giấu ở dưới ghế của đại điện. Hắn đây là thứ bảo bối quan trọng của Quy Hữu Quan. Quả nhiên phương pháp còn lại này không ghi chép lại. Cô xem
rồi tùy ý xử lý. Hả? Đây là nhẫn cất trữ vật. Đây là đồ tốt nè. Mặc dù không gian cất chữ ở trong này chỉ có 45 mét vuông, nhưng đủ để mình dùng cho hiện tại rồi. Trên tấm vàng này viết rằng chiếc nhẫn này đến từ núi hư không. Bàn sĩ Nguyên từng nói vào núi hư không chắc chắn thành tông sư. Xem ra mình phải đi một chuyến rồi, tìm tài nguyên tu luyện. Xài tạc biệt thự của Sở Văn Hùng. Không tồi, dược liệu tôi cần các người đều tìm đủ rồi. Có thể luyện chế dưỡng thần đang chữa trị cho Trần Tung Tử rồi. Xem ra đám người này có tiền rất hữu dụng ha. Ông làm không tôi thưởng cho ông một viên bồi nguyên đan bảo vệ sức khỏe cho ông về sau. À, đa tạ Trần Đại Sư. À, Trần Đại Sư à, tôi cũng giúp tìm dược liệu, ngài xem. Đan dược sẵn thì có thì hết rồi. Nếu ông muốn thì có thể thu thập dược liệu theo đơn này, tôi sẽ luyện chế cho. Cảm ơn Trần Đại Sư. Đương nhiên đại bộ phận đan dược tôi luyện ra đều giữ lại làm phí gia công. Trần Đại Sư, mấy ngày nữa là hội nghị thượng đỉnh kiến nghiệp rồi. Nhân vật nổi tiếng của cả kiến nghiệp đều sẽ tham gia. Với cái thân phận địa vị hiện tại của ngài, có thể áp chế vạn trường nho giàu nhất kiến nghiệp không ngóc đầu lên được. Vạn trường nho, tổng giám đốc tập đoàn Quảng Hấn, giàu nhất kiến nghiệp, kiếp trước hại mình nhà tan cửa nát. Tôi quả thực là phải đến hội nghị thượng đỉnh kiến nghiệp. Có điều các người lấy danh nghĩa của mình tham gia trước đi. À, hiểu rồi ạ. À, thiếu chủ, đây là dưỡng thần đan, có thể hồi phục hồi thần ông bị thương. Hồi phục bị thương của ông, nhanh chóng hồi phục tu vi đi. Cảm ơn thiếu chủ nhọc lòng vì cô. Đệ tử cảm ơn ân nhân ân cứu mệnh của sư phụ. Xem ra dưỡng thần đan giúp ông thu được không nhỏ. Nếu không phải thời gian tu luyện của ông quá ngắn, tích lũy chân khí không đủ, thì giờ đã đến hóa cảnh rồi. Sư phụ, con có niềm tin trong vòng 3 tháng chắc chắn thành tông sư. Không cần đợi nữa, bây giờ ta sẽ giúp ông thành tông sư. Rồi, chấp này mình sẽ ghi là hết phần 1, và là tập sau nếu mình có làm tiếp bộ này thì mình sẽ ghi là phần 2 và tập 1 cho anh em thì theo dõi nhé. Và những cái bộ mà mình trước kia mình đã làm dừng rồi á, hôm nay nếu mà mình làm tiếp thì anh em nào có ủng hộ thì ghé theo dõi nhé. Mình cũng sẽ làm phần 2 và tập 1 tiếp. Mình sẽ để hai video trong hai danh sách luôn, cho nên anh em nào mà coi rồi thì có thể vào danh sách 2, còn chưa coi thì vẫn có thể tìm trong danh sách 1. Video nó nằm ở tuốt dưới cùng á, chứ không phải ở trên đầu đâu nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi bộ truyện và ủng hộ cho kênh của mình. Và sau đây là một số bộ truyện giới thiệu đến mọi người. Hãy ghé xem và đón đọc những bộ truyện hot nhất hiện nay chỉ có trên YouTube Truyện Mới Mỗi Ngày nhé. Nếu thấy video hay, hữu ích thì còn đợi gì nữa mà không nhấn một like, đăng ký kênh và chia sẻ.